chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam. Thế là họ đã dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim khô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, nỗi khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc, cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi, tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là chuyến vượt biển, chiếc ghe đưa 12 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Thuyền ra biển Đông thì gặp bão lớn và bị chìm vào lòng đại dương. Chỉ có một cậu bé 15 tuổi tên là Tuấn. Tuấn bị trôi vào một đảo hoang. Trên đảo chỉ có hai người sống và họ đã nuôi Tuấn. Bắt tám trên đảo bí mật giữ vũ khí gồm một khẩu B-40 và một khẩu AK-47. Khi Tuấn ra biển đánh cá cùng với bắt tám thì phát hiện hải tặc Thái Lan tấn công thuyền nhân Việt Nam đang vượt biên. Hải tặc giết sạch đàn ông trên thuyền vượt biên, đàn bà thì bị chúng cưỡng hiếp. Đúng lúc gặp bầu công an biên phòng Việt Nam đến, nhưng họ không bảo vệ thuyền nhân Việt Nam vì họ cho đó là thành phần phản động chống lại nhà nước. Tàu đánh cá của Bắc Tám thấy thế liền chạy đến bảo vệ thuyền nhân Việt Nam. Bắc Tám dùng khẩu B-40 thuộc một quả tang tành bọn hải tặc. Những tên sống sót nhảy xuống biển bị Bắc Tám dùng khẩu AK-47 tỉa sạch, không còn một thằng hải tặc Thái Lan nào sống sót. Sau đó chiếc thuyền tị nạn không còn người đàn ông nào, buộc người đàn bà phải lái chiếc thuyền vượt biên đến Nam Dương xin tị nạn. Câu chuyện có tiêu đề Ngư Ông Vớt Xác Người Vượt Biển, tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2. Tôi bước vào nhà, khép cánh cửa lại, tránh gió lùa vào, rồi ngã mình trên cái chõng tre, mệt mỏi ngủ tiếp đi vào lúc nào cũng không hay. Cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, làm tôi giật mình, mở bừng mắt ra thì trời đã sáng hẳn. Bác Tám ngồi bên cạnh cái chõng ôn tồn hỏi, trên thuyền tàu vượt biển của cháu, ngoài mẹ cháu ra còn có người đàn bà nào khác nữa không? Tôi trả lời, dạ, chỉ có một mình mẹ con thôi. Thôi, như vậy là đúng rồi. Bác thở dài tiếp, mẹ con đã chết rồi. Tôi ngỡ ngàng hỏi, tại sao bác biết chắc như vậy? Ông ta nói, dậy đi, ra ngoài sân, bác chỉ cho cháu xem vực này. Thấy tôi theo bác ra ngoài sân, Yên cũng ngồi dậy đi cùng ra ngoài. Trên sân, một cột buồm đã gãy, với tấm vải buồm bị cắt xén một góc và một cái phao cấp cứu bằng ruột xe vách ba. Bác lấy một sâu chuỗi mai côi trong túi áo ra đưa cho tôi rồi nói, bác đã tìm thấy vật này đeo trên cổ xác chết của một người phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, trôi tấp vào bãi biển phía nam đảo cùng với cột buồm đã gãy. Bác thở dài nói, vì thân thể ngâm dưới nước lâu ngày đã biến thành dị dạng,
nên ông đã cắt vải buồm để liệm bà và chôn trong nghĩa trang dưới chân đồi gần đây thôi. Tôi run run cầm sáu chuỗi mân côi, vật bất ly thân của mẹ tôi mà nước mắt ràn rụa. Cái phao cấp cứu và sáu chuỗi này đủ để chứng minh rằng mẹ tôi đã chết. Tôi ngồi quỵ xuống đất, úp mặt trong lòng bàn tay, khóc nức. Bác Tám và bạn Yên ôm chầm lấy tôi, chia sẻ nỗi đớn đau này. Hãy nhớ lấy ngày này để dỗ cha mẹ con. Sáng mai bác sẽ đưa con đến nghĩa trang để viếng mẹ của con. Bác nhìn Yên đột ngột hỏi, tối qua con có đốt lửa trên biển phải không Yên? Dạ phải. Yên nói, con nướng tôm hùm đó. Bác vuốt đầu Yên nhắc nhở, từ đây về sau tuyệt đối không được đốt lửa trên bãi biển nữa nghe không? Yên ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy bác? Bác Tám nói, đảo san hô gần như là một đảo hoang, nằm lẻ loi cách quần đảo Thổ Châu về phía nam khoảng 40 hải lý. Tôi lấy tay quẹt nước mắt ngắt lời, còn quần đảo Thổ Châu cách đất liền có xa không bác? Khoảng 200 hải lý, trên 200 cây số đường chim bay. Bác nói tiếp, vùng biển này lắm bọn hải tặc Thái Lan đón cướp tàu thuyền dân, giết người đoạt của, hãm hiếp đàn bà trẻ con vô cùng dã man. Mình đốt lửa lên chẳng khác nào bảo chúng nó biết lạy ông con ở buổi này. Các cháu hiểu lời bác nói rồi chớ? Anh Yên nói, dạ con hiểu rồi. Bác nhìn tôi hỏi, cháu muốn trở về đất liền sống với thân nhân họ hàng hay ở tạm đây một thời gian ngắn? Bác sẽ tìm cách đưa cháu vượt biển một lần nữa, cháu muốn sao cho bác biết? Thầy tôi còn chần chừ, bác tiếp, thôi cháu yên tâm ở lại đây, suy nghĩ cho kỹ rồi cho bác biết cũng chưa muộn mà. Anh Yên hỏi, hôm nay bác đi biển hay ở nhà? Ông ta lơ đãng nhìn ra biển khơi nói, gần giữa tháng chạp rồi, mùa bủa lưới cá mập bắt đầu. Giữa tháng giêng cho hết tháng tư âm lịch, bác có hẹn ra khơi với chú Tư xuống vào trung tuần tháng sau. Lần này dự định sẽ hoạt động vùng ngư trường trong khu tam giác Hòn Khoai, Côn Đảo và bãi Cảnh Dương thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 3 tuần lễ mới trở về đất liền. Anh Yên nắm tay Bác Tám nói, lần này cho con đi theo bác với nghe. Không được, con phải ở nhà với cháu Tuấn, chờ bác về rồi hãy tỉnh. Yên sụ mặt xuống nhìn tôi hỏi, mày có muốn theo tao đi biển không? Thực tình tôi cũng có máu phiêu lưu và mạo hiểm. Truyền thống của gia đình, ba tôi là sĩ quan biệt kích dù, chủ tôi là chuyên viên ngành hàng hải cho đội thương thuyền ngoại quốc hiện định cư tại tiểu bang California. Vì vậy tôi gật đầu mạnh dạn nói liền, đi thì đi, sợ gì chớ, mới đắm tàu mà không sợ chết à? Bác Tám nhìn tôi như dò xét hỏi, cháu muốn ra khơi cho biết thiệt không? Tôi nói, cháu đã bị đắm tàu, đã không chết thì sẽ không bao giờ chết ngoài biển nữa đâu bác ơi. Bác Tám nhìn hai đứa tôi nói, thôi hai đứa ở nhà nghe. Bác ra ngoài gình đá bạc kiểm tra lại chiếc ghe câu để tối nay đi câu mực. Bác Tám quay lưng đi rồi, tôi nóng lòng viếng mộ mẹ và càng không thể chờ đến ngày mai. Tôi hỏi, ê Yên này, nghĩa trang gần đấy không? Anh có thể dẫn tôi đến đó ngay bây giờ được không? Cũng gần đấy thôi, nhưng tao không biết cái mộ nào là của má bạn. Chờ ngày mai ông dẫn mày đi tiện hơn. Và lại tao không muốn làm trái ý của ông đâu. Yên nhìn tôi nói, nếu mày muốn tao dẫn mày đi thăm chơi một vài nơi chung quanh đảo cho biết. Nằm ở nhà mấy hôm liền dưỡng sức, tôi cảm thấy trong lòng bức rứt muốn đi bộ cho giãn gân cốt. Tôi chấp nhận liền, ừ đi thì đi. Yên dẫn tôi đi dọc bãi biển, khu vực Tây Bắc đảo, nơi có gình đá chìm nổi hoặc nhô lên mặt biển, mang những hình thù kỳ dị trông thật lạ lùng,
và những dãy san hô huyền ảo lung linh dưới mặt nước biển xanh lơ trong vắt. Tôi có nhìn thấy đàn cá nhiều màu sắc rực rỡ lội nhợn nhơ với những bãi san hô kiếm mồi dọc theo bờ biển, là những bãi tắm thật lý tưởng và thơ mộng. Tiếng sóng biển vỗ rì rào, bãi cát như mơn trớn mời gọi. Cả hai đứa tôi cùng chạy ào xuống bãi biển, bơi lội thỏa thích, đắm mình trong nước biển mát lạnh. Và trong đến đổ, tôi nhìn thấy một bầy cá lầm tâm biển lội vời quanh người tôi một cách giản dị. Sau đó chúng tôi ngã mình trên bãi cát tắm nắng, lắng nghe tiếng kêu ríu rít của đàn nhãn biển bay lượn trên những rặng cây xanh trong khu rừng thưa tắm sông. Chúng tôi rời khu vực này để leo đồi len lỏi qua những gành đá chập trùng xuyên qua rừng cây xanh mượt mà, là một dòng thác nhỏ mơ màng, nước trắng xóa chảy róc rách tìm đường ra biển lớn. Đứng từ trên cao, tôi có thể nhìn tổng quát toàn đảo. Đảo không đủ kích thước để gọi là đảo, mà gọi là hòn thì đúng hơn. Phía sau là đá núi và khu rừng hoang dã, lá cây xanh ngắt một màu. Phía trước là biển xanh loang nắng. Tôi ngẩn ngơ và xúc động lạ thường trước cảnh hùng vĩ của đại dương. Anh Yên chỉ cho tôi thấy một cái vịnh nhỏ phía sau vách núi đá, cát sạch kín gió và sâu, nơi thích hợp cho những loài tôm hùm xanh, xanh sôi nảy nở. Nó thường dùng một cái sào dài có ngảnh lặn xuống nước luồn dưới những hốc đá săn tôm hùm cho tôi thưởng thức trong suốt thời gian lưu lạc ở đảo này. Bỗng tôi thấy Bác Tám mình trần trùng trục đang còng lưng gồng mình nắm lấy hai đầu cái khiêng kéo lê một người nằm trên đó, không biết còn sống hay đã chết. Hai đầu cán cày lên bãi cát để lại hai vết dài ngoằn ngoèo như vết rắn bò. Tôi nói: "Ê anh Yên, Bác Tám đang kéo cái khiêng đi trên bãi biển kìa." Bác Tám vớt lên một xác người chết trên biển nửa rồi đó. Anh ta giật tôi: "Thôi, tụi mình chạy xuống biển tiếp Bác Tám một tay đi." Bất ngờ thấy chúng tôi từ đằng xa chạy bay đến, Bác Tám đặt cán khiêng xuống đất, lấy tay quẹt những mồ hôi đậm trên trán. Bác hỏi: "Tụi bay đi đâu vậy?" "Con dẫn thằng Tuấn đi tham quan đảo," Yên nói. "Bác cho tụi con phụ một tay với." "Thôi khỏi, tụi bay đi về nhà trước đi." Nằm trên cái khiêng đang bằng tre đan là một xác người đàn bà trung niên, mặc bộ đồ bà ba màu đen, gương mặt nhăn nhúm như cô đọng sự đau đớn trước khi chết, nhưng hai cánh tay bà vẫn còn ôm chặt hài nhi nằm trong cái đai bằng vải. Thân thể cả hai trở thành dị dạng và sắp bắt đầu thối rữa. Tôi không nhằn được xúc động nhớ đến cha mẹ, nước mắt tôi tuôn trào, còn anh Yên bụng mặt khóc rưng rức. Bác Tám ôm hai đứa tôi vào lòng nói: "Đây là cái giá của tự do. Những thuyền nhân phải đem sinh mạng của chính mình đánh vật với tử thần. Họ phải đi vào cõi chết để mưu tìm hai chữ tự do, mà không phải ai cũng gặp may mắn đâu." Bác Tám thở dài tiếp: "Ba mẹ cháu Tuấn chết vì bạo tổ phong ba, còn mẹ con người này chết vì những thứ này." Bác Tám thò tay trong túi quần đùi may bằng vải buồm, đóng nhiều lớp muối cứng ngắc như da trâu, móc ra một nắm đầu đạn súng trường, rồi bác xè bàn tay đưa cho hai đứa tôi coi. Giọng bác trở nên uất ức nói: "Bác đã tìm thấy 13 đầu đạn AK-47 ghim trong thân thể của mẹ con người đàn bà xấu số này. Ai bắn họ vậy, Bác Tám?" Tôi hỏi. Tôi nhìn thấy ánh mắt của Bác Tám long lên, sáng quắc như có lửa. Bác gằn từng tiếng nói: "Bọn công an biên phòng Việt Cộng." Sau những ngày biển động, tôi thấy Bác Tám thường lang thang trên bờ biển vắng một mình để đón những xác thuyền, những xấu số vô thừa nhận.
Tôi dạt theo thủy triều tấp vào đảo này để được bác chôn cất họ tử tế. Có những xác gần như đã thối rữa, có những xác chết nằm có quắc trên bãi biển dưới sương khuya hoặc dưới ánh nắng mặt trời nóng bỏng. Có những xác thiếu phụ trẻ thơ chết không một mảnh vải che thân. Có những xác chết bị đập vỡ sỏ đầu, mình lỗ chỗ vết đạn AK hoặc bị chém cụt tay cụt chân. Có một lần tôi thấy bác Tám bồng xác chết của một bé gái Việt Nam chưa quá tuổi vị thành niên bị bọn hải tặc Thái Lan hãm hiếp rồi vứt xác xuống biển, mà hai hàng nước mắt của bác Tám chảy ròng ròng. Hải tặc Thái Lan. Tờ mờ sáng hôm sau, sau khi ăn qua loa vài chén cơm nguội với cá biển khô, bác Tám kê vai vác cái cục buồm đã gãy lên vai rảo bước về phía nghĩa trang của người vượt biển. Yên và tôi lẹo đẹo theo sau, ngược xuống phía nam đảo, vượt qua mấy gành đá thì gặp một con suối nhỏ từ trên núi chảy ra biển. Nước suối trong vắt và lạnh buốt. Chúng tôi săn quần bì bõm lội suối, vượt qua khỏi rặng cây xanh cách bờ biển độ 200 thước thì gặp một nghĩa trang nằm bên phải. Tôi đến tất cả 152 nấm mồ đắp đơn sơ bằng đất cát và được bác Tám chôn cất ngay hàng thẳng lối. Dù sao nghĩa tử là nghĩa tẩn, nghĩa trang hướng về phía mặt trời lặn, thật trang nghiêm. Mỗi dãy gồm 15 nấm mồ. Mẹ tôi ở đầu dãy thứ 16, còn thi hài của hai mẹ con người đàn bà xấu số mà bác Tám vớt được ngày hôm qua trên bãi biển được chôn cất bên cạnh mẹ tôi. Tôi chạy băng vào rừng hái được bỏ hoa dại đặt trước nấm mồ đất đắp lên chưa khô. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã trung tuần tháng giêng rồi. Một buổi sáng nắng ấm, Yên đang dạy tôi cách dùng chĩa săn tôm hùm trốn tại các hốc đá ở trong vịnh. Tôi vừa trồi lên khỏi mặt nước, bất ngờ thấy một chiếc tàu lạ xuất hiện đang từ từ tiến vào trong vịnh. Tôi vội vàng nhòi mình xuống nước ra dấu cho Yên trồi lên mặt nước. Vừa nhìn thấy chiếc tàu, Yên mừng lắm nói: tàu búa lưới cá mập của chủ tư xuống đó, tụi mình có dịp ra khơi rồi tụi ơi. Yên chụm hai bàn tay lại làm loa gọi lớn: con là thằng Yên đây nè chủ tư ơi. Yên lội sải ra đón tàu, còn tôi lại lội nhanh vô bờ đứng chờ họ. Đó là một chiếc tàu loại đi bùa lưới cá mập trọng tải trên mấy trăm tấn, chiều dài khoảng 25 thước, cabin chiếm 1/3, trang bị bởi một máy nổ 400 sức ngựa, có thể hoạt động liên tục ngoài biển cả tháng mà không cần tiếp tế lương thực xăng dầu. Thuyền trưởng Kim Tài Công là chủ tư xuống và thủy thủ đoàn 21 người, đa số là họ hàng với nhau, hợp đồng làm ăn chia với nhà nước cộng sản. Thủy thủ trẻ nhất đạt tuổi tôi là Nguyệt, cô con gái duy nhất của chú Tư. Nguyệt mồ côi mẹ nên chuyến hải hành nào Nguyệt cũng đi theo cha để học nghề săn cọp biển. Tôi còn nhớ chú Tư thường hãy nói đùa: đứa nào muốn làm rể tao phải đủ sức câu một con cá mập nặng cỡ 10 tấn trở lên. Mấy cậu thanh niên nghe điều lắc đầu lé lưỡi hít hà. Thủy thủ đoàn thả neo cho tàu đậu trong vịnh tránh gió, rồi lần lượt lên bờ mang theo lương thực, chủ yếu là gạo tiếp tế cho bác Tám, đủ sống ít nhất đôi 3 tháng. Chờ chuyện sau, họ vẫn liều trên sân ngủ qua đêm. Trong lúc họ đang say giấc, tôi một mình mang theo vài nén giang đi lên nghĩa trang viếng mộ mẹ. Sương đêm văng văng khắp nơi trong nghĩa trang lạnh lẽo. Tôi đốt 3 nén giang thắp trước ngôi mộ mẹ, nhìn làn khói trắng mỏng manh tỏa ra lẫn vào màn sương đêm mịt mù. Tôi gối đầu lên mộ mẹ, ngủ thiếp đi trong tiếng sóng biển rì rào
ngọt ngào như lời ru của mẹ. Tiếng ai gọi tôi từ dưới bờ biển vọng lên ơi ơi. Tuấn ơi, Tuấn ơi. Làm tôi giật mình mở mắt ra thì trời đã sáng bừng. Tôi liền chạy bay ra bãi biển. Về nhà thì gặp Yên đang lội bì bõm dưới suối. Bắt gặp tôi, Yên mừng lắm nói: đêm qua mày ngủ ở đâu vậy? Nằm ngủ quên bên nghĩa trang. Tôi nói: lẻn đi mà không cho ai biết, làm tao và bác Tám lo quá chừng. Yên dục: thôi, về nhà lẹ lên đi, chờ mày về là tàu nhổ neo đó. Thấy tôi và Yên chạy lúc xúc từ đằng xa, bác Tám mừng rỡ vẫy tay gọi lớn: lẹ lên đi tụi bay, tàu sắp nhổ neo rồi đó. Tôi hỏi: mấy người trên tàu đâu rồi bác Tám? Họ đi lên tàu hết rồi để chuẩn bị nhổ neo. Lần sau cô đi đâu thì phải cho bác hoặc thằng Yên biết nghe cháu. Bác đưa cho tôi và Yên một đứa một bọc áo quần, còn bác vác trên vai một cái thùng gỗ dài khá nặng. Bác dục: thôi, đi lên tàu kẻo mọi người chờ đợi. Sau này mới phát hiện ra cái thùng gỗ dài đó bác Tám giấu bên trong là một khẩu thuộc quả đạn B-40 và một khẩu AK-47. Mỗi lần lên tàu bác phải mang theo đề phòng hải tặc Thái Lan tấn công tàu của bác, hoặc nếu trên đường săn cá mập mà thấy tàu hải tặc Thái Lan nào tấn công thuyền nhân Việt Nam vượt biển thì bác sẽ dùng vũ khí này để bảo vệ thuyền nhân Việt Nam đánh đuổi hải tặc. Sau khi mọi người lên tàu, Nguyệt có nhiệm vụ điểm danh sách thủy thủ rồi chạy lăng xăng đến từng người. Có lẽ lần đầu chạm mặt tôi, Nguyệt hỏi rất tự nhiên: anh tên gì vậy? Lê Trần Tuấn. Tôi trả lời: anh là thủy thủ mang số 25 đó nghe. Nàng cười hõm hỉnh rồi leo lên buồng lái phía trước mũi tàu. Vài phút sau, con tàu nổ máy, rẽ sóng hướng ra biển khơi. Tôi chui vào trong cabin rồi đi ra đằng sau lái tàu, nhìn về phía đảo. Trên bãi cát trắng xóa, hàng dừa cao cong vút chồm ra biển, những tàu lá xanh mướt phe phẩy đón gió như những cánh tay vươn ra vẫy chào tạm biệt. Rừng cây xanh trên đồi núi nhạt nhòa dừng trong tầm mắt, và tôi đang thẫn thờ nhớ đến mẹ tôi, người vĩnh viễn ở lại trên nghĩa trang của người vượt biển, như người vợ thủy chung hướng về phía mặt trời lặn để chờ đợi cha tôi. Một ngày ở trên tàu, chỉ có tôi là người vô tích sự, ăn không ngồi rồi. Mấy người trong thủy thủ đoàn tất bật công việc, chủ yếu là họ hoàn chỉnh lại lưới bủa, khâu lại các lỗ rách hoặc hở. Lưới bủa là một sợi dây triên dài 20.000 thước, toàn cước ni lông mà đường kính đến 3-4 ly. Sợi triên này có nhiều dây thẹo dài 25 thước do ba sợi biện lại thành một nên rất chắc. Dưới cùng là một chùm lưỡi câu khoảng 10 cái đúc bằng thép có ngạnh, to bằng đầu đũa ăn, dùng để móc mồi câu cá mập. Một vài người khác chuyên lo việc mài dụa lưỡi câu cho thật sắc. Cuối cùng tôi tìm ra một công việc rất thích hợp là phụ với Nguyệt và Yên lo việc nấu ăn cho thủy thủ đoàn. Thực phẩm căn bản vẫn là thịt cá mập dưới dạng thịt khô hoặc đông lạnh trong hầm chứa nước đá. Dưới khoang tàu, thịt nạc thì có màu trắng, không có mỡ, chiên lên thành món steak ăn ngon như thịt bò. Sau bữa ăn cơm trưa và chiều thì lo dọn dẹp rửa chén bát. Thỉnh thoảng bác Tám và chú Tư, cha của Nguyệt, từ trên buồng lại xuống thăm chúng tôi. Chú Tư nhìn anh Yên chăm chú rồi nói thì thầm với bác Tám điều gì đó, rồi cả hai phá lên cười. Hình như Nguyệt biết chuyện, mặt nàng bỗng đỏ ngay vì thẹn. Đêm đó tàu bỏ neo tại hòn khoai phía trước mũi Cà Mau ngủ qua đêm. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi lại làm thêm món nhậu cho mọi người uống rượu lấy gân. Đó là món giá cá mập phơi khô, cạo sạch chất nhám bên ngoài,
rồi ngâm nước sôi cho mềm trước khi cắt từng miếng nhỏ, trộn với dưa chua và rắc đậu phụng lên, ăn ngon tuyệt. Thủy thủ đoàn cụm 3 cụm 7 trên môi, đằng mũi tàu hoặc trong cabin, rượu vào lời ra tiếng cười giòn như pháo nổ. Đến 10 giờ tối, mọi người đi ngủ sớm để ngày mai bắt đầu bủa lưỡi cá mập. Tôi nằm trong một góc bên cạnh bác Tám và anh Yên. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi đang ngồi bỏ gối trên bãi biển. Chiều hôm, đôi mắt mẹ thật buồn, ngõ mông lung ra ngoài trùng khơi sóng vỗ như đợi chờ ba tôi. Dáng mẹ ngồi lặng lẽ, câm lặng như bức tượng đá. Bất chợt, hai hạt lệ trào ra khoe mắt, chảy dài xuống đôi má cằn cỗi. Tôi chỉ gọi được hai tiếng, mẹ ơi, rồi giật mình ngồi bật dậy. Trong cabin tràn ngập ánh trăng rằm, quấn cái mền quanh mình cho ấm, tôi đi ra đằng sau lái, ngồi leo lên mui tàu. Tôi ngồi yên lặng như con cú dưới ánh trăng. Trăng trên biển sáng và rực rỡ quá, và gần như tôi thấy được màu xanh của rừng trên hòn khoai, làng chài ven biển trên hòn khoai. Đèn nhà ai vẫn còn ánh lên những đốm lửa chập chờn sau lưng hòn khoai, là quê hương tôi. Chỉ cách một vài giờ tàu lướt sóng là đưa tôi trở lại đất liền. Những ngọn đèn bão của những chiếc ghe câu mực di động lung linh trên mặt biển làm tôi nhớ có cửa Định An, nơi dòng sông Hậu đổ ra biển, là quê nhà tối đó, nơi tôi sinh ra đời và lớn lên theo từng mùa nước nổi. Bước chân của ai rón rén đi trên mui lợp thiết phập phình làm tôi giật mình quay đầu lại nhìn, thì ra là Nguyệt. Nàng ngồi xuống cạnh tôi nói, khuya rồi đi ngủ đi anh Tuấn. Tôi gật đầu và theo nàng trở xuống cabin. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 3 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.